Chào mừng quý khán giả của Sài Gòn TV đến với một chương trình phóng sự cộng đồng đặc biệt. Thưa quý vị, Bích Trâm hiện đang có mặt tại hội trường tòa soạn Nhật báo Người Việt, nơi mà lần đầu tiên giới hâm mộ nghệ thuật có thể thưởng ngoạn tranh, ảnh cũng như là âm nhạc thính phòng trong cùng một chương trình triển lãm có tên là Gặp gỡ nghệ thuật 2016. Và nơi đây quy tụ tác phẩm nghệ thuật của hơn 30 nghệ sĩ, như là chúng ta có những tác phẩm của họa sĩ Ái Lan, Trương Đình Uyên, Mạc Chánh Hòa, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Việt Hùng và nhiều họa sĩ khác. Các nhiếp ảnh gia mà có tác phẩm triển lãm ngày hôm nay bao gồm Nick Út, Trí Trần, Võ Anh Kiệt, Đê Nhô Phạm, Lê Huyền Thanh, Kiên Nguyễn, Vân Lan, Trương Công Khả, Benjamin Vũ và nhiều nhiếp ảnh gia khác. Và chương trình âm nhạc thính phòng thì cũng sẽ có góp mặt của các nghệ sĩ tài năng như pianist Nguyễn Minh Phượng, guitarist Nguyễn Phương Thảo, nhạc sĩ Ngọc Trọng, vân vân. Và bây giờ Bích Trâm mời quý vị theo dõi một số hình ảnh của buổi phóng sự ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại với lại phần phỏng vấn các nghệ sĩ. Trong buổi gặp gỡ nghệ thuật 2016 là một cuộc triển lãm tranh ảnh cũng như là có âm nhạc, thì anh Dân Huỳnh là một nhiếp ảnh gia có những tác phẩm mà anh cho triển lãm hôm nay, và anh cũng là thành viên trong ban tổ chức của buổi triển lãm ngày hôm nay. Bích Trâm xin được hỏi anh Dân là, thưa anh, mục đích của buổi triển lãm ngày hôm nay là gì, và anh có những cái thông điệp gì mà anh muốn gửi đến quý khán giả của Sài Gòn TV? Xin chào Bích Trâm và chào quý khán giả của Sài Gòn TV. Thật sự ra ngày hôm nay là ngày mà rất là vui cho tất cả các nghệ sĩ chúng tôi đến từ khắp các tiểu bang, và không riêng ở các tiểu bang ở Mỹ mà có cả ở Việt Nam cũng đến đây. Có hai nghệ sĩ đã đến đây, và chúng tôi rất là vui khi mà được một cái ngày gặp gỡ tất cả các nghệ sĩ về hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc và kể cả điêu khắc. Thì thực sự đây là một cái ước nguyện mà chúng tôi có những cái định hướng trong tương lai, là bởi vì tất cả những người tài năng, những người nghệ sĩ tài năng này đem đến tài năng của mình để phục vụ cho cộng đồng. Và tương lai chúng tôi sẽ ước mơ tổ chức thành lập cái hội nghệ thuật Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi sẽ bán những tác phẩm này để gây quỹ và mở những cái lớp cho các trẻ em nghèo không có điều kiện để học nghệ thuật. Đó là những cái ước mơ của anh em. Và xa hơn nữa, đi xa hơn nữa là chúng tôi sẽ tổ chức tất cả các cuộc triển lãm này đi vòng quanh các nước Mỹ. Và một cái tương lai mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được, bởi vì tất cả những người nghệ sĩ ở đây đều có tâm, và họ có một tấm lòng với nhau để gặp gỡ nhau và để chia sẻ và cùng với nhau thực hiện điều đó. Bích Trâm đang có mặt cùng họa sĩ Ái Lan. Chị theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế từ năm 1986. Và lúc còn ở trong nước thì chị đã cho triển lãm tranh rất là nhiều lần trong một khoảng thời gian dài 14 năm. Và chị đoạt giải thưởng năm 2006 cũng như là 2007 của Hội Mỹ thuật Sài Gòn, và chị định cư Hoa Kỳ từ 2011. Tranh của chị có mặt trong các bộ sưu tập một số nơi trên thế giới như là Đan Mạch và Singapore. Thưa chị Ái Lan, chúng ta đang đứng ngay ở trước cái bức tranh mà chị có triển lãm ngày hôm nay, có tựa đề là Bức họa đồng quê. Thì dường như là qua bức tranh này chị muốn cho thấy một cái cảnh tượng rất là yên bình, cuộc sống người dân quê thật là giản dị, khi mà cái niềm vui của người dân quê khi mà được mùa. Vì chúng ta thấy, thưa quý vị, là cảnh tượng con trâu và đồng lúa chín vàng, cũng như là chúng ta thấy hình ảnh một người con gái tóc dài ngồi ôm đàn tỳ bà, gảy đàn tỳ bà để mà đàn hát sau khi được mùa. Thì thưa chị, là chị từng chia sẻ là một phụ nữ Huế, thì chị rất là yêu thơ nhưng mà lại vẽ tranh.
Và như vậy thì dường như là trong những bức tranh của chị đều có bàn bạc, chất thơ ở trong đó. Như vậy thì xin hỏi là cái bức tranh thơ, bức họa đồng quê này, chị muốn đưa ra những cái thông điệp nào cho giới thủ ngoại? Trước tiên cho Ái Lan gửi tới lời chào đến quý khán giả của Sài Gòn TV. Thì coi như là em thấy là trong cái hình cảnh, tình cảnh sôi sục của Việt Nam mình, cái bờ biển Việt Nam bị ô nhiễm, tình hình rất là đau thương. Nói chung là điều trăn trở của mọi người đều hướng về cái biển quê hương Việt Nam mình. Thì qua đó là chị lúc nào cũng như mọi người có cái điều trăn trở. Thưa quý vị, Bích Trâm đang có mặt cùng với anh Nguyễn Ngọc My đến từ thành phố Irvine. Và Bích Trâm xin được hỏi anh là cảm tưởng của anh khi mà tham quan buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay là gì? Anh có những cảm xúc ra sao khi mà ngắm nhìn những cái tác phẩm nghệ thuật như thế này thưa anh? Cảm ơn cô. Tôi rất thích về những hình ảnh về nghệ thuật. Khi nào mà có triển lãm thì lúc nào tôi biết được thì tôi cũng mong tới tham dự. Hôm nay đặc biệt là có rất nhiều hình ảnh và mỗi cái hình ảnh có một cái nét rất đặc biệt, đặc thù của mỗi hình ảnh. Thì trong này thì hầu như tấm nào tôi cũng thấy đặc biệt. Và tôi có một vài tấm cũng nằm trong cái đầu óc tôi từ lúc sáng đến giờ. Thì cảm ơn cô đã chia sẻ cảm nghĩ của tôi. Và dường như là Bích Trâm thấy là anh trong tay anh có một máy ảnh, thì anh cũng là một nhiếp ảnh gia phải không ạ? Nhiếp ảnh gia thì không dám nói nhưng mà rất thích về chụp hình. Thành ra tôi cũng lâu lâu có dịp thì cũng đem cái khả năng của mình ra, làm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Cảm ơn anh đã chia sẻ với quý khán giả của Sài Gòn TV. Thưa quý vị, Bích Trâm đang có mặt cùng với họa sĩ Trương Đình Uyên. Anh là sinh trưởng tại Huế và tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật tại Oklahoma, Hoa Kỳ từ năm 1986. Và bức tranh mà anh triển lãm ngày hôm nay có tựa đề là Trăng Máu. Và chúng ta biết, thưa quý vị, trăng máu hay là hiện tượng nguyệt thực là một cái hiện tượng thiên văn tự nhiên khi mà mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất và che đi cái ánh sáng của mặt trời, cho nên lúc đó thì mặt trăng màu đỏ như là màu máu. Và trong bức tranh thì hình như là chúng ta thấy có hình ảnh người con gái ngồi nơi bờ biển và buồn rầu nhìn những xác cá nằm phơi xương ở trên cát. Và bên cạnh đó thì trong bức trăng máu thì họa sĩ Trương Đình Uyên đã dùng những cái gam màu tối như là màu đen, màu nâu, màu xám, nó tạo một cái cảm xúc thật là u uẩn, thật là thê lương và chết chóc. Thưa anh, phải chăng là anh đang muốn miêu tả cái đại thảm họa cá chết hàng loạt mà xảy ra vài tháng trước ở trong nước, khiến cho phải nói là ngư dân, đời sống ngư dân rất là đau điêu đứng và gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam, thưa anh? Và trước hết là phải công nhận cái nhận xét của cô Bích Trâm rất là sắc sảo. Tại vì tôi chưa có nói cái điều này ra nhưng mà cô đọc được tất cả những cái ý nghĩa đó. Cộng thêm với những cái lời của Bích Trâm vừa nói vừa rồi á, là cái hiện tượng trăng máu á, đó là một cái lỗi ẩn dụ. Tại vì đối với nhiều cái người mà tiên tri hay là những cái nhà mà tâm linh hay là tôn giáo thì họ cho rằng cái trăng máu là một cái điểm không lành, không tốt. Một cái điểm mà cho những cái thảm họa nó có thể xảy ra. Thì tôi lấy cái ẩn dụ đó mà nói về cái niềm mà trăn trở của mình về những cái thảm họa về môi trường ở quê hương mình. Thì đúng như cô nói đó, là tôi kết hợp những cái hình ảnh mà rất là, tôi nghĩ là nó nói lên cái niềm suy nghĩ, cái niềm trăn trở của mình đối với là cái hiện trạng xảy ra trên đất nước, mà tôi nghĩ rằng không ai mà là người Việt Nam mà không đau khổ, khi không xót xa khi nhìn thấy những cái sự đau khổ này đối với cái người ngư dân Việt Nam mình, và cũng như xảy ra trên quê hương của mình, làm cho cái đời sống càng ngày càng vốn đã nghèo rồi mà càng khắc khổ hơn nữa.
Vâng, thêm một câu hỏi mà Bích Trâm muốn hỏi họa sĩ Trương Đình Uyên, đó là khi mà chúng ta thưởng ngoạn một bức tranh thì có khi người ta sẽ trầm trồ và khen rằng sao mà tranh vẽ mà giống như là hình chụp, thì có lẽ là cái bức tranh đó là người họa sĩ vẽ dựa trên một cái bức hình chụp. Nhưng mà dường như anh lại cho rằng khi mà người họa sĩ vẽ một bức tranh từ cái trí tưởng tượng của họ, dùng cái trực giác bén nhạy của một người nghệ sĩ, thì lúc đó sự sáng tạo nó mới được bộc phát mạnh mẽ. Có nghĩa là không phải là nhìn hình chụp để mà vẽ cho giống, mà là từ cái trí óc của người nghệ sĩ sẽ lúc đó phải nói là cái bút pháp của người họa sĩ. Có lẽ là không có một cái chiếc máy ảnh nào mà hiện đại đến đâu có thể thay thế. Thì tại sao anh lại cho như vậy thưa anh? Dạ, nói như vậy á, tức là mình bắt đầu nói về cái chuyện mà cái trường phái ha, là cô Bích Trâm thấy không, từ ngày cái thời mà Phục Hưng á, là cái người họa sĩ họ được họ lúc bấy giờ trong cái lịch sử của kỹ nghệ nó chưa có cái máy chụp hình, do đó cái người nghệ sĩ đào tạo cần phải thể hiện được từng cái khi vẽ, phải diễn tả được từng cái sợi tóc như thế nào. Nhưng mà cái lịch sử của hội họa nó đi theo dọc theo cái chiều, thì đến khi mà cái phát triển của máy hình ra thì bắt đầu cái hội họa đi qua những cái giai đoạn khác, thì thi ca âm nhạc chẳng hạn thì phải có được cái sự mà nghĩa là sáng tạo mới là cái điều đó mà hẳn mới là nói lên được cái cảm xúc của cái người nghệ sĩ. Do đó tôi nghĩ rằng khi mà máy hình nó đã thay thế cái vấn đề mà chụp lại những cái hình ảnh của bên ngoài, thì mình lại đi qua một cái giai đoạn là ví dụ như ấn tượng hay là những cái trào lưu như là hậu ấn tượng rồi lập thể hay là trừu tượng chẳng hạn, là người họa sĩ không vẽ những cái điều gì mình thấy nữa, mà mình sẽ vẽ những cái điều mình nghĩ. Cái điều đó rất là interesting. Và dùng màu sắc để mà trao đổi những cái ý tưởng mà mình có trong đầu. Thì làm thế nào thành công là mình đem được cái ngôn ngữ đó mình nói ra được cho cái người tới xem, cho cái người thượng hoàng. Thì không cần phải là có văn tự, mà mình cũng có thể dùng qua cái language của cái ngôn ngữ của hội họa để mình nói lên được những điều gì mình muốn truyền tải tới cho người xem. Xin cảm ơn anh Trương Đình Nguyên đã dành buổi phỏng vấn này cho quý khán giả của Sài Gòn TV. Diệu. Bích Trâm đang có mặt cùng họa sĩ Mạc Chánh Hòa. Thưa quý vị, họa sĩ Mạc Chánh Hòa quê ở Hội An, là một họa sĩ đã thành danh từ Việt Nam từ nhiều năm qua, được rất nhiều người biết đến và đặt anh vẽ chân dung vì anh có bút pháp vẽ chân dung rất là tinh tế và sắc sảo. Và bức vẽ mà ngày hôm nay anh cho triển lãm trong buổi gặp gỡ nghệ thuật 2016, anh đặt tựa đề là Cần Mẫn, và chúng ta có thể thấy cảnh tượng của một số trẻ em đang nô đùa ở bãi biển và xây lên những lâu đài bằng cát rất là dễ thương, và xa xa là thấp thoáng bóng dáng của những chiếc ghe đánh cá đang nằm chờ ra khơi. Thì thưa họa sĩ, là Bích Trâm thấy được cảnh tượng rất là yên bình của một thành phố biển ở trong bức tranh này, và dường như là anh sử dụng kỹ thuật màu nước thay vì kỹ thuật vẽ sơn dầu như anh thường làm, phải không ạ? Cái này là tôi muốn dùng cái chất liệu mà màu nước từ dưới kênh sông á. Thường thường người ta thả cái độ loãng ra, người họ dùng trong cái detail, trong cái loãng loãng. Nhưng mà với tôi thì tôi muốn tận dụng cái màu nước.
tôi đã khống chế, tôi đưa những cái detail lên để tôi đẩy lên một cái chiều sâu của cái bức tranh, cái cảnh đời thường tôi vẽ thì tôi yêu thích. Vâng, thêm một câu hỏi mà Bích Trâm muốn hỏi họa sĩ Mạc Chánh Hòa. Có nghe được một cái giai thoại rất là thú vị về anh, đó là từ năm mới có 6 hay 7 tuổi, còn nhỏ lắm, là anh đã được những cái cửa tiệm cắt kiếng người ta thuê anh trả tiền, thuê cậu bé Mạc Chánh Hòa lúc đó vẽ những cái hình ảnh lên những cái tấm kiếng mà người dân quê người ta mua để dùng làm thờ phượng. Là vì thưa quý vị, cái nghệ thuật tranh kiếng chúng ta biết là rất là phổ biến, là một cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam ở những cái khu vực như là Bình Dương hay là khu vực Nam Bộ. Và thưa anh, là hình như là vẽ tranh kiếng còn khó hơn là vẽ tranh trên lụa, trên gỗ hay là trên giấy. Mà tại sao mới có 6-7 tuổi mà anh đã làm được? Khi mà tôi còn nhỏ nhỏ, tôi là có tánh tôi ưa hay nghịch phá. Thế là tôi đi bắn bi rồi cái chơi đấy, gần cái chỗ mà họ cắt kiếng rồi cái này kia, thì tôi vô tôi thấy người ta họ để trên cái kiếng thì vẽ mấy nét, rồi cái là họ vò cái giấy mà giấy bạc rồi cái này kia đấy, rồi họ gấp lại để họ xu ve rồi bán cho bên kia miền quê rồi cái này kia đó. Thì tôi thấy ồ, lấy một tấm nhỏ nhỏ nghịch thử, thế là tôi nghịch, tôi chơi không ngờ ở trong đó họ khoái, họ nhớ ồ như vậy thì con vẽ cái này cho bác cái này kia đi, rồi cũng ư vẽ, thấy họ thấy vẽ được á, cho nên họ cho tiền để bắn bi chơi này kia thành. Như vậy là mới 6-7 tuổi mà đã kiếm tiền được rồi. Vâng, vào năm 2013 thì anh có tham gia một cái cuộc thi vẽ đường phố cùng với cả trăm họa sĩ quốc tế. Và lần đó anh đoạt giải thưởng gọi là Director's Award. Hình như là lần đó là anh vẽ chân dung của tài tử Charlie Bronson, là một, thưa quý vị, một nam tài tử mà chuyên đóng những cái phim cao bồi đó. Thì thưa anh, là cảm tưởng của anh ra sao khi mà tư cách một họa sĩ Việt Nam mà lại thắng giải Director's Award trong cái kỳ thi lần đó? Thì thật sự thì bữa hôm đó đó thì trên cái email của tôi đó ở bên cái hội mà của bên hội họa mà vẽ về phân tiền ở Long Beach thì có mời để tôi, thì tình linh nó tôi thấy ồ thì cũng dự chơi. Thế tôi không ngờ là bữa hôm đó là tới 125 họa sĩ quốc tế, duy nhất có mỗi mình tôi là Việt Nam. Thì khi mà lên đó tôi mới biết rằng vẽ bò ở dưới đất đó, tức là chưa có cái gì để sẵn vậy, bắt đầu được lệnh thì mới bắt đầu quý vẽ. Vẽ bằng phấn phải không ạ? Phấn tin, pattern. Thì khi mà tôi vẽ cái hình Sorensen đó thì tôi có một ý thế này, tức là hồi nhỏ nhỏ cái nét mặt tôi thì lúc nào cũng nhăn nhăn như từ hồi nhỏ đó, là cho nên tôi ví đó là tôi sẽ sau Việt Nam. Tức là anh đã được ví như là Charlie Bronson Việt Nam, là thần tượng của anh, cho nên anh vẽ thần tượng của anh. Rồi lần sau đó là 2014 thì tôi là đoạt được cái giải cái danh dự, còn 2015 thì tôi lại đi du lịch thành cho nên tôi không có dự. Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Mạc Chánh Hòa đã dành cho khán thính giả của Sài Gòn TV cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bích Trâm đang có mặt cùng với nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh thuộc Việt Nam Photography Club, và bức ảnh mà anh Nguyễn Minh cho triển lãm ngày hôm nay có tựa đề là Huế xưa, mà chúng ta đang thấy ở đằng sau chúng ta với những chiếc thuyền lặng lờ trôi trên sông Hương, rất là thơ mộng. Thưa anh Nguyễn Minh, anh có thể cho khán thính giả biết về một ít thông tin về Việt Nam Photography Club là gì, và cái cảm xúc của anh khi mà chụp cái bức ảnh Huế xưa là gì? Chào thưa chị, câu lạc bộ nhiếp ảnh VN Photography Club là một hội ảnh được phép công nhận, hay nói khác hơn đó là một hội ảnh quốc tế mà chúng tôi sinh hoạt đều đặn ở tại quận Cam, có lớp học miễn nhiếp ảnh từ thấp đến cao vào mỗi chiều chủ nhật, cũng như chúng tôi tổ chức field trip thường xuyên trong và ngoài nước. Và tác phẩm này tôi chụp trong chuyến đi thăm quê hương mới đây, vì còn thân nhân ở Sài Gòn, thành thử ra tôi đã ra Huế và để chụp tấm ảnh này trong một buổi sáng thật sớm, 6 giờ sáng, lúc đó thành phố Huế đầy sương. Xin cảm ơn anh Nguyễn Minh đã dành cho quý khán giả của Sài Gòn TV buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý khán giả đài Sài Gòn TV. Xin cảm ơn chị.
là giấc mơ thôi, nghe tình đàn thê thương trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Thưa quý vị, có lẽ là đời sống sẽ cằn cỗi, nghèo nàn biết bao nhiêu nếu như thiếu vắng các họa sĩ để truyền tải xúc cảm của họ qua ngôn ngữ sắc màu, nếu như thiếu những nhiếp ảnh gia để không những là dùng những ống kính của họ để ghi lại hình ảnh mà là còn truyền đạt cảm xúc của họ trước một cái khung cảnh, và những nhạc sĩ, những ca sĩ qua để tô điểm cho cuộc sống của chúng ta qua lời ca, tiếng hát và tiếng đàn. Có một cái danh ngôn mà Bích Trâm nhớ đến, đó là cuộc đời thì ngắn ngủi mà nghệ thuật thì vô cùng. Có nghĩa là nghệ thuật thì rộng lớn và bao la, mà cuộc đời người thì nhiều lúc là không có đủ để nắm bắt hết được. Chúng tôi hy vọng là chương trình phóng sự về cuộc triển lãm nghệ thuật hội gặp gỡ 2016 ngày hôm nay đã một phần nào rất là nhỏ có thể cống hiến một chút ít hương hoa nghệ thuật trong cuộc đời của chúng ta. Cảm tạ sự theo dõi của quý khán giả. Bích Trâm xin kính chào, tạm biệt.